Xin chào tất cả các anh các chú ạ. Hôm nay nhà em mới về thêm được một ít hàng ốc lục giác. Ốc lục giác và hàng thanh gen đấy nhá. Em quay video lên đây giới thiệu cho tất cả mọi người. Ai có nhu cầu mua hàng thì alo đặt hàng ủng hộ em nhá. Số điện thoại đặt hàng của bên em là 0975275636. Số điện thoại của em có ghi ở dưới phần mô tả của video. Mọi người mà chưa xem chưa nghe kỹ được cái số điện thoại thì có thể xem lại số điện thoại của em ở dưới phần đấy nhá. Shop của em này có ship hàng toàn quốc nhá. Đây hôm nay nó có mới về thêm được mấy loại ốc lục giác. Tẹo nơi em sẽ quay chi tiết từng loại. Mọi người ở chốt loại nào thì cứ báo em nhá. Đây thanh gen, em quay thanh gen trước nhá. Em đo cái chiều dài trước nhá. Đây em đo tổng chiều dài này. Tổng chiều dài tất cả là đo được là 86cm. Còn cái phần gen nhá. Phần gen này. Phần gen em đo được là 73cm nhá. Đây bây giờ em sẽ kẹp cái gen để cho mọi người dễ xem nhá. Đây. Đây, cái này là kẹp được là 16 nhá. 16 ly nhá. Gen này của nó là gen bước 4 đấy. Gen bước 4 nhá. Cái này thì em bán giá là 120.000 một chiếc nhá. 120.000 một thanh gen như này. Mọi người mua 5 chiếc thì là chuyển khoản là em miễn ship. Còn đâu là nếu mà ship COD ấy là nhận hàng thanh toán thì bên em không có miễn ship nhá. Mọi người xem kỹ video hộ em này. Cái loại này thì em bán giá là 120.000 nhá. 120.000 một chiếc. Mọi người mua một chiếc là bên em cũng có ship hàng và tiền ship thì khách mua tự trả nhá. Khi mua 5 chiếc thì mới được miễn ship ạ. Còn đây là các loại ốc này. Loại ốc này mới về nhá. Đây, hôm nay thì nó có 1 2 3 4 5 6 6 loại ốc nhá. Tất cả đều là ốc lục giác. Bây giờ em sẽ quay chi tiết và nêu rõ kích thước luôn. Mọi người ai có nhu cầu mua loại nào thì alo đặt hàng nhá. Đây ạ. Tất cả những cái loại này thì nó là hàng inox 201. Đây nhá. Đây kẹp chỗ này chưa? Đây nha, đây là loại này này, loại này mới về nút sáng này. Loại này là M8 nhá. M8 này, tổng chiều dài là 2,4cm nhá. Tổng chiều dài là 2,4cm. Còn cái chiều dài phần gen này. Chiều dài phần gen đo được là 1,5cm nhá. Chiều dài phần gen của nó là 1,5cm. Đó. Cái loại này thì bán giá là bao nhiêu nhỉ? Giá là 85.000 một kg nhá. Giá là 85.000 một kg. Đây, em sẽ kẹp như này để nêu cái mã để cho mọi người dễ đọc nhá. Đây là M8 này. M8 dài 24 nhá. M8 dài 24 này, 85.000 một cân. Kích thước thì nêu rõ rồi nhá. Còn đây là ốc M8 này. Cái chiều dài của nó là 33 nhá. Chiều dài là 33 này. Đây, cái chiều dài gen của nó là được 2,5 này. Chiều dài là 25 nhá. Chiều dài 25 này. Cái này là ốc M8. Ốc M8 dài 33, 85.000 một cân. Tiếp theo ạ. Cái này cũng là M8 này. Loại này chiều dài gen đo được là bao nhiêu đây? Chiều dài gen là 39 nhá. Chiều dài gen là 39. Còn tổng chiều dài của ốc này, tổng chiều dài của ốc là 48. Tổng chiều dài là 48 nhá. Cái loại này là ốc M8 này. Ốc M8 dài 48 này, 85.000 một kg. 85.000 một kg giá tại cửa hàng nhá. Cái hàng em vừa mới quay đây là hàng inox 3
201 nhá, Inox 201 là 85.000 một cân, nó có 3 loại nhá. Đây còn cái loại này. Loại này thì không phải inox nhá. Này không phải inox, loại này thì rẻ tiền hơn. Loại này 70.000 một cân thôi. Cái này của nó chiều dài ren của nó là 19 này. Chiều dài ren đo được là 19. Cái này 10 nhá. M10 này, M8 là cái này là M10 nhá. Chiều dài của nó này. Chiều dài của nó là 29 đi, chiều dài của nó là 29 nhá. Gần 30 luôn ấy. Thôi cứ nói là 30 cho nó dễ nhá, 30 cho nó tròn nhá. Cái này là M10 dài 30, loại này là 70.000 một kg nhá. 70.000 một kg, loại này thì không phải inox nhá. Đây, loại này. Loại này là ốc M8 này, ốc M8. Chiều dài ren này, chiều dài ren đo được là 30. Chiều dài ren đo được là 30, còn đâu tổng cả chiều dài cái chỗ không có ren này nữa nhá là 54. Tổng chiều dài cả con ốc luôn này. Tổng chiều dài cả con ốc là 63. Cái loại này thì là M8 dài 63 nhá, giá bán là 70.000 một kg. Thế là hôm nay là có hai loại, là hai loại 70.000 một kg và ba loại giá là 85.000 một kg nhá. Giá tại cửa hàng chưa bao gồm tiền ship nhá. Mọi người ai có nhu cầu mua loại nào thì cứ alo hoặc nhắn tin trực tiếp cho em. Đây ạ, còn đây là thanh ren nhá. Thanh ren thì kích thước em có nêu rõ rồi, mọi người xem kỹ lại hộ em nhá. Loại này thì là 120.000 một chiếc, ship đơn hàng một chiếc. Một chiếc là cũng có gửi hàng. 5 chiếc chuyển khoản miễn ship nhá. Rồi, cái này em có ít thôi nên là mọi người ai có nhu cầu mua về để chế đồ, chế máy thì nhanh tay alo đặt hàng ủng hộ em luôn nhá. Rồi em xin kết thúc video ở đây ạ. Hẹn tất cả kênh các chú ở những video tiếp theo. Mọi người xem video nhà em thì cho em xin nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng chuông báo để mỗi khi lên những video mới thì mọi người có thể xem được đầu tiên sớm nhất để mua được những mặt hàng ưng ý nhất nhá. Xin cảm ơn tất cả kênh các chú đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh ạ.